Cái con Decathlon này mình nghĩ là các bạn mà khoảng cấp 2 á thì mình đi nó hợp hơn. Còn nếu như mà một người lớn giống như mình á, chúng ta nên chọn những cái dòng xe đạp Phoenix, Brava. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái xe này. Hãy ngồi xuống, hít một cái hơi thật sâu và cùng xem video nhé. Để thuận tiện cho việc thanh toán và mua sắm online, Tâm Đức đã hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng ngay trên trang web shop xe tốt. Tại đây các bạn có thể dễ dàng xem mức trả góp từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng sẽ giúp các bạn dễ dàng mua sắm online và dễ dàng sở hữu những chiếc xe đạp yêu thích của mình thông qua chương trình trả góp theo từng tháng với mức chi phí hợp lý nhất. Hãy nhanh tay vào web shop xe tốt.com để check ngay mức chi phí trả góp hợp lý nhất cho chiếc xe đạp yêu thích của mình nhé. Người lớn mà mình mua con này đi nó sẽ hợp hơn, tại vì nó chắc chắn các bạn. Thường mà những cái con xe đạp gấp á mà các bạn ngồi lên các bạn bóp hai thắng nha, sau đó các bạn nhúng vậy nè, thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái cổ này nó chạy tới chạy lui kiểu như là nó rơ 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 vậy đó. Nhưng mà cái con này thì nó chắc chắn à, kiểu như thế này, nó chắc chắn kết nối giữa cái gấp này nè các bạn, nó cứng cáp. Thì để cho một người mà sở hữu một con xe đạp gấp á thì mình thấy là nó cần một cái gọn, cái không gian nhỏ thôi để mà mình để con xe này. Thì mình thấy là với con xe đạp gấp á, rất là tiện cho cái việc đó. Nhược điểm của con xe đạp gấp là nó không đi được đường dài. Mình lấy ví dụ như các bạn đạp 10 cây số, 15 cây số, 20 cây số thì nó hơi mệt, tại vì cái bánh nó nhỏ. Nhưng mà các bạn đạp 10 cây số đổ lại đi tập thể dục hoặc là đi chợ này kia, mình nghĩ là cái con này nó sẽ thích hợp nhất cho các bạn mà chúng ta ở chung cư hoặc là cần một con xe nhỏ gọn thôi, ở nhà trọ gì đó thì con xe này nó sẽ thích hợp. Có cả ba ga luôn các bạn à, các bạn có thể chở được khoảng 25 kg, có cả cái đề sau thắng là thắng đĩa luôn. Chúng ta có được cái 7 líp sau. Với 7 líp sau này thì mình sẽ đề mình đạp nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và ngoài ra các bạn biết cái gì không? Đó là cái bàn đạp nó có thể gấp gọn được luôn. Thì cái này mình thấy là đi thang máy hay là các bạn bỏ cái con xe này vào thang máy, các bạn có thể gấp cái này lại rất là tiện. Mình đẩy vô, gấp nó lại bỏ vô trong thang máy, mình đem lên chung cư của mình luôn. Thấy nó không cần phải tốn tiền gửi xe, đem lên chung cư mình để góc nhà đó, cho nó tiện. Ngoài ra ở bên dưới cái này nha, nó còn có một cái chống để cho các bạn khi mà gấp á, nó đỡ xuống cái chống này, nó không bị va vô trong cái giò dĩa, bảo vệ cái dĩa của mình. Đó là một trong những cái chi tiết mà chúng ta thấy được là con xe này nó được đòi thiết kế trước đó rồi mới đem đi sản xuất. Nó tỉ mỉ từng miếng như vậy á. Các bạn phải cao từ 1m, chắc khoảng 1m5. 1m5 thì đi nó mới hợp. Các bạn có thể nâng cao lên, nếu các bạn mà mình cao khoảng 1m7-75 á thì mình nâng cổ lên, mình có thể nâng yên lên. Như mình cao 1m68 thì mình nâng cỡ này mình ngồi rất là thoải mái. Nó đứng cái lưng á. Với giá là 3.990.000 thì các bạn sẽ được cái khung xe là khung bằng thép các bạn. Và cái đề của nó là đề của Xiaomi. Thì với cái mức giá này thì chúng ta sẽ được một cái gọi là có đề ở phía sau để tăng cho nó nhẹ, đạp nó nhẹ lại, chứ các bạn không sẽ không đòi hỏi là việc thương hiệu của nó là Shimano được. Mình cũng giải thích luôn là Xiaomi là một trong những cái bộ phụ tùng tầm cơ bản để mà phục vụ cho những cái con xe cơ bản như thế này. Thì mình thấy trong cái mức giá này các bạn đi Xiaomi, các bạn đạp đâu đó khoảng dưới 10 km thì cái bộ đề này nó có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Cái tay đề này là của RevoShip. Cái tay đề này nó vặn như thế này thì cái độ chính xác nó sẽ cao, tại vì mình vặn muốn lên được số mấy thì mình cứ vặn thôi. Tay bấm thì mình nghĩ là phải con xe từ 5 đến 7 triệu đó lên á thì nó mới có được cái tay bấm xịn. Còn thường ở phía dưới thì cơ bản ở phía dưới thì tay vặn nó sẽ chính xác hơn. Nếu các bạn đang cần xe thì các bạn có thể liên hệ bộ phận kinh doanh. Còn bây giờ thì hãy hít một hơi thật sâu và ngừng xem video. Bye bye.